người dân đến Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân, Tân Phú từ ngày 15 đến 30 tháng 6 khẩn trương khai báo y tế. Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo yêu cầu người dân đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường từ ngày 15 đến 30 tháng 6 khẩn trương đến trạm y tế gần nhất để khai báo y tế. Trao đổi với phóng viên, sáng ngày 2 tháng 7, ông Lê Viết Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân, quận Tân Phú cho biết, qua xét nghiệm tầm soát, phường phát hiện có cán bộ làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân nghi mắc COVID-19. Do đó, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân đã tạm ngưng hoạt động, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, phường Hiệp Tân cũng yêu cầu cá nhân đến làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6, khẩn trương đến trạm y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.